Đây, anh em có thể xem chế độ. Đây là thùng giấy em vừa mua xong. Anh em thì bảo là mua giấy nó hay chết, nhưng mà anh em cứ làm theo cách này của em thì nó không chết được đâu nhé. Mua một cái thùng về. Đấy. Mua tầm 3-4 lạng, nửa cân được. Anh em vớt một ít rau, một ít cám ngô vào đây cho chim, cho giấy ăn, béo quay lên luôn. Cho ăn rau ấy thì nó không cần nước, anh em không cần phải cho nước, cho rau thì trong rau nó có nước rồi. Và anh em cho thêm một ít cám ngô vào là ok, cho ít thôi nha, đừng để ví dụ anh em chỉ cho một nắm thôi thì nó ăn hết mình lại cho tiếp, không là nó mốc cám thì chia con dế ăn vào thì nó sẽ bị đau bụng và nó chết. Đấy. Như vậy thì như này thì dế không bao giờ chết luôn anh em ạ, thoải mái. Còn chế độ mồi đây. Đấy. Đôi 4 6 8 9 10. Đấy. Em cho khoảng một ngày thì cứ vóc cho nó khoảng tầm 15 20 con ăn hết, ăn khỏe lắm. Đấy, con này của em cũng tầm 15 20 con. Đây anh em nhé. Con này của mình cũng 20 con dế, con này vừa xong lông nên là ăn rất là khỏe. Bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đấy. Ăn luôn này. Chim bích cột điện, con này chim thi á, cửa giải rất là nhiều. Đây. Nồi cửa giải đục các loại. Đây. Đấy, chế độ chỉ thế thôi. Và cám, cám thì mình sử dụng cám hoa đại ca. Đây, cám ở nhà mình nhá, mình có bán cám anh em nhá. Đây là cám màu mà, cám chòe đây. Đấy, cám mình sử dụng cám hoa đại ca mát chất. Đường link thì mình để link Shopee ở phía dưới, thì anh em có thể ấn vào đường link phía dưới phần comment nhé, hoặc là phần mô tả em để đường link mua cám. Cám thì em đóng gói vào cho anh em, cám nước tắm đầy đủ. Đấy, còn chế độ mồi tươi thì chỉ dế thôi anh em nha. Và chuẩn bị đến bước vào mùa lạnh rồi thì anh em bổ sung thêm ngày tầm đôi con sâu rồng hoặc là một ít cọc cào. Đây em bổ sung thêm cho nó một ít cọc cào nữa. Đấy, một ngày mình chỉ cho tầm khoảng 5 con thôi anh em ạ. 5 đến 7 con cào cào thôi. Như này nhé. Đấy, đơn giản đấy thôi, chim thi chỉ chăm vậy thôi anh em ạ. Đấy, thế thôi. Chả cần phải chia đâu. Sáng hay chiều đâu, cứ vốc một nắm mà cho nó ăn thoải mái. Nha anh em nha. Anh em chăm đơn giản thôi, cám thì cốt phải cám mát, cám nó ổn định. Nhất là cám là phải dùng từ ổn định anh em nhé. Còn đừng có đổi cám, vì lên cám hay trộn cám thì cám phải ổn định thì con chim chơi nó mới bền được. Đây, cho anh em xem. Cho đầu tí. Đấy. Đấy, thấy không? Nuôi chim đơn giản thôi đó. Đấy, chim. Đây là một con bổi đuôi rất dài. Đây con này đuôi cũng 10.5 rồi. Và người nó dài, em nhìn cái đuôi nó không dài, người con này rất dài. Con này thì người nó ngắn, đuôi dài nên trông ra bộ nhìn cái đuôi rất là khiếp. Đấy anh em, chế độ vậy thôi. Ngày tầm 5-7 con cào cào. Cho ít thôi nhá. Cào cào đừng có tham cho nhiều anh em nhá. Đấy. Còn đâu là dế, cốt dế con chim ăn rất khỏe. Con dế và con cào cào. Đây anh em ạ. Mình nhường lại cho anh em những con chim hay. Mình cho vào hộc hết nhá. Anh em tránh là cho vào lồng to.
thì đi chim nó bị hoảng, nó đâm hoảng, nó dãy, nó rúc vào nan, rồi cánh kia rồi đuôi nó đâm vào nan, nó sẽ gãy hết. Thì anh em đóng hộp như này là an toàn nhất này, chim lại đứng im một chỗ đấy, chỉ để một hai lỗ này để nó sáng nó ăn uống được thôi. Đây tặng anh em một gói cám, cám hoàng đại ca đấy, chim chuyển cho anh em được, anh em đam mê ra. Rồi giờ mang ra xe, mình chuyển xe ghép chứ không chuyển xe khách linh tinh, xe ghép mình để riêng, mua riêng một chỗ, một ghế để trên ghế luôn nha. Đấy.